Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 24. Này là ban thứ của con cháu A-rôn. Con trai của A-rôn là Nadab, Abihu, Eleazar và Ithamar. Nadab và Abihu chết trước cha của chúng và không có con, nên Eleazar và Ithamar làm chức thầy tế lễ. David khiến Sa-đốc, con cháu Eleazar, và Ahimelech, con cháu Ithamar, phân ban thứ cho chúng tùy theo chức việc chúng làm. Trong con cháu Eleazar có nhiều trưởng tộc hơn trong con cháu Ithamar. Họ phân ban thứ như vậy. Về con cháu Eleazar có 16 trưởng tộc, còn về con cháu Ithamar, theo tông tộc họ, có 8 trưởng tộc. Người ta bắt thăm phân chúng từng ban thứ, hoặc người này người kia, vì các trưởng của nơi thánh và các trưởng của Đức Chúa Trời đều thuộc trong con cháu Eleazar và trong con cháu Ithamar. Shemaya, con trai của Nathanael, người ký lục, thuộc trong chi phái Lê-vi, biên tên chúng vào sổ tại trước mặt vua và trước mặt các quan trưởng, trước mặt thầy tế lễ Sa-đốc, Ahimelech con trai của Abitha, và trước mặt các trưởng tộc của những thầy tế lễ và người Lê-vi. Trong con cháu Eleazar bắt thăm lấy một họ hàng, rồi trong con cháu Ithamar cũng bắt thăm lấy một họ hàng. Cái thăm thứ nhất trúng nhầm Jehoyarib, cái thăm thứ nhì nhầm Jedaeya, cái thăm thứ ba nhầm Harim, cái thăm thứ tư nhầm Seorim, cái thăm thứ năm nhầm Mankia, cái thăm thứ sáu nhầm Miamin, cái thăm thứ bảy nhầm Cốt, cái thăm thứ tám nhầm Abia, cái thăm thứ chín nhầm Yeshua, cái thăm thứ mười nhầm Shekania, cái thăm thứ 11 nhầm Eliashib, cái thăm thứ 12 nhầm Gia-kim, cái thăm thứ 13 nhầm Húp-ba, cái thăm thứ 14 nhầm Giê-sê-báp, cái thăm thứ 15 nhầm Binh-ga, cái thăm thứ 16 nhầm Y-mê, cái thăm thứ 17 nhầm Hê-siê, cái thăm thứ 18 nhầm Phi-sết, cái thăm thứ 19 nhầm Phê-ta-hia, cái thăm thứ 20 nhầm Ê-sê-chi-ên, cái thăm thứ 21 nhầm Gia-kin, cái thăm thứ 22 nhầm Ga-mun, cái thăm thứ 23 nhầm Đê-la-gia, cái thăm thứ 24 nhầm Ma-a-sia. Ấy đó là ban thứ của chúng trong chức việc mình, đặng vào trong đền của Đức Giê-hô-va, tùy theo lệnh của A-rôn tổ phụ chúng đã truyền cho, y như Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã phán dặn người. Này là con cháu của Lê-vi còn lại. Về con cháu Amram có Suba-en, về con cháu Suba-en có Yedia, về con cháu Rehabia có Yishia làm trưởng, trong con cháu Yisheha có Selomot, về con cháu Selomot có Gia-hát, về con cháu Hebron có Yeriya con trưởng, Amaria thứ nhì, Yahasien thứ ba và Yakameam thứ tư. Về con cháu Usien có Mika, về con cháu Mika có Samia. Anh em của Mika là Yithia, về con cháu Yithia có Sachari. Con trai Merari là Makli và Mushi. Con trai Yaasia là Beno. Con cháu của Merari là Beno, Soham, Sakua và Iberi đều là con trai của Yaasia. Con trai của Makli là Eleasa, là người không có con trai. Về con cháu Kích có Yerakmeen. Con trai của Mushi là Makli, Ede và Yerimot. Ấy đó là con cháu Levi tùy theo tông tộc của chúng. Chúng cũng như anh em mình là con cháu A-rôn bắt thăm tại trước mặt vua David, Sa-đốc và Ahimelech,
cùng trước mặt các trưởng tộc của những thầy tế lễ và người Lê-vi. Các trưởng tộc cũng phải bắt thăm như các em út mình. Chương 25. David và các quan tướng đạo binh cũng để riêng ra mấy con cháu của Asaph, Heman và Jeduthun hầu phục dịch, lấy đựng cầm, đựng sắt và chập chỏa đặng nói tiên tri. Số người phục sự theo chức của họ là như sau này. Về con trai Asaph, có Sakua, Joseph, Nethania và Asarela, đều là con trai của Asaph, ở dưới tay Asaph, cai quản, vâng theo ý chỉ của vua mà ca sướng. Về con trai của Jeduthun có Gedalia, Seri, Esai, Hashabia, Matithia và Shimei, là 6 người, đều ở dưới quyền cai quản của cha chúng là Jeduthun, dùng đờn cầm mà nói tiên tri, cảm tạ và ngợi khen Đức Giê-hô-va. Về con trai của Heman có Bukkiya, Mathania, Usien, Shebuen, Jerimot, Hanania, Hanani, Eliatha, Gidanthi, Romamtiese, Yogbikasa, Malothi, Hothia và Mahasiot. Những người đó đều là con trai của Heman, thổi kèn và ngợi khen Đức Chúa Trời. Heman vâng mạng của Đức Chúa Trời mà làm đấng tiên kiến của vua. Đức Chúa Trời ban cho Heman được 14 con trai và 3 con gái. Các người ấy đều ở dưới quyền cai quản của cha mình là Asaph, Jeduthun và Heman để ca sướng trong đền Đức Giê-hô-va với chập chỏa, đờn sắt, đờn cầm và phục sự tại đền của Đức Chúa Trời theo mạng lệnh của vua. Chúng luôn với anh em mình có học tập trong nghề ca hát cho Đức Giê-hô-va, tức là những người thông thạo, số được 288 người. Chúng đều bắt thăm về ban thứ mình, người lớn như kẻ nhỏ, người thông thạo như kẻ học tập. Cái thăm thứ nhất nhằm cho Joseph về dòng Asaph. Cái thăm thứ nhì nhằm Gedalia, người anh em và con trai người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ ba nhằm Sakua, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ tư nhằm Yitzheri, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ năm nhằm Nethania, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ sáu nhằm Bukkiya, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ bảy nhằm Yesarela, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 8 nhằm Esai, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 9 nhằm Mathania, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 10 nhằm Shimei, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 11 nhằm Asaren, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 12 nhằm Hashabia, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 13 nhằm Subaen, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 14 nhằm Matithia, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 15 nhằm Jeremoth, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 16 nhằm Hanania, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 17 nhằm Yogbekasa, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 18 nhằm Hanani, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 19 nhằm Malothi, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 20 nhằm Eliyata, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 21 nhằm Hothia, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 22 nhằm Gidanthi, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 23 nhằm Mahasiot, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 24
nhằm Romamti-ese, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Chương 26. Những ban thứ của người giữ cửa như sau này. Về dòng Cô-rê có Meshelemia, con trai của Cô-rê, cháu của A-sáp. Meshelemia có những con trai là Sa-cha-ri, con trưởng, Yedi-a-en thứ nhị, Sê-ba-đia thứ ba, Giác-ni-en thứ tư, Ê-lam thứ năm, Yô-ha-nan thứ sáu và Eli-ô-ê-nai thứ bảy. Các con trai của Ê-bết-ê-đôm là Sê-ma-gia con trưởng, Giê-hô-sa-bát thứ nhì, Giô-a thứ ba, Sa-ca thứ tư, Nê-ta-nên thứ năm, A-mi-ên thứ sáu, Y-sa-ca thứ bảy và Phê-u-lê-tai thứ tám, vì Đức Chúa Trời có ban phước cho Ô-bết-ê-đôm. Sê-ma-gia con trai Ô-bết-ê-đôm cũng sanh những con trai có quyền cai quản tông tộc mình, vì chúng đều là người mạnh dạn. Các con trai của Sê-ma-gia là Ốc-ni, Rê-pha-ên, Ô-bết, En-sa-bát và anh em họ là Eli-hu và Sê-ma-kia, đều là kẻ mạnh dạn. Các người đó là con cháu của Ô-bết-ê-đôm. Họ với các con trai và anh em họ đều là người mạnh dạn, thạo chức việc mình, cộng được 62 người thuộc về dòng Ô-bết-ê-đôm. Meshelemia có những con trai và anh em đều là người mạnh dạn, cộng được 18 người. Hosa thuộc trong dòng Merari cũng có những con trai là Shimri làm trưởng, dầu người không phải sanh ra đầu lòng, cha người lập người làm con trưởng. Hinkia thứ nhì, Tebalia thứ ba và Sachari thứ tư. Hết thảy con trai và anh của Hosa được 13 người. Các người ấy làm ban trưởng của những kẻ giữ cửa. Họ theo ban thứ mà hầu việc trong đền của Đức Giê-hô-va y như anh em mình vậy. Chúng theo tông tộc mình mà bắt thăm về mỗi cửa, kẻ nhỏ như người lớn. Cái thăm về cửa đông trúng nhầm Sê-lê-mia. Đoạn người ta bỏ thăm về cửa bắc, thăm ấy trúng nhầm Sa-cha-ri, con trai Sê-lê-mia, một mưu sĩ thông sáng. Cái thăm về cửa nam trúng nhầm Ô-bết-ê-đôm, còn các con trai người canh giữ kho lương phạn. Súp-bim và Hô-sa bắt thăm được cửa tây, gần cửa Sa-lê-kết, nơi con đường đi dốc lên, phiên canh đối với nhau. Mỗi ngày cửa đông có 6 người Lê-vi, cửa bắc 4 người, cửa nam 4 người và nơi kho lương phạn mỗi cửa 2 người. Tại Bạc Ba về phía tây cũng có kẻ canh giữ. Trên con đường có 4 người và tại chính Bạc Ba có 2 người. Đó là ban thứ của những người giữ cửa, đều là con cháu Cô-rê và con cháu Merari. Trong người Lê-vi có A-hi-gia quản lý kho tàng của đền Đức Chúa Trời và kho tàng các vật thánh. Con cháu La-ê-đan thuộc về dòng dõi Gạt-sôn, làm trưởng trong tông tộc của La-ê-đan, con cháu Gạt-sôn là Giê-hi-ê-li. Các con trai Giê-hi-ê-li là Sê-tham và Giô-ên em người, được cắt làm quản lý kho tàng của đền Đức Giê-hô-va. Trong dòng Amram, dòng Giết-xê-ha, dòng Hê-brôn và dòng U-si-ên có Sê-bu-ên, con cháu Gạt-sôn, là con trai của Môi-se, làm quan cai quản kho tàng. Lại có anh em người là con cháu của Eli-ê-se, Rê-ha-bia, con trai Eli-ê-se, Ê-sai, con trai Rê-ha-bia, Yô-ram, con trai Ê-sai, Siết-ri, con trai Yô-ram và Sê-lô-mít, con trai Siết-ri. Sê-lô-mít này và anh em người đều quản lý các vật thánh mà vua David, các trưởng tộc, quan tướng cai ngàn quân và cai trăm quân cùng các tướng đạo binh đã biệt riêng ra thánh. Chúng biệt riêng ra thánh những của cải đã đoạt lấy khi chiến trận, đặng dùng xây sửa đền của Đức Giê-hô-va. Lại các vật mà Samuel, đấng tiên kiến Sao-lơ, con trai của Kích, Áp-ne, con trai của Nê-rơ và Dô-áp, con trai của Sê-ru-gia đã biệt riêng ra thánh, cùng các vật không cứ người nào đã biệt riêng ra thánh, đều ở dưới tay Sê-lô-mít và các anh em người quản lý.
Trong dòng Yitsheha có Kenania và các con trai người được lập lên làm quan trưởng và quan xét đặng cai quản các việc ngoài của Israel. Trong dòng Hebron có Hashabia và anh em người đều là người mạnh dạn, số được 1.700 tên. Họ quản lý dân Israel bên kia sông Giô-đan về phía tây, coi sóc công việc của Đức Giê-hô-va và hầu hạ vua. Trong dòng Hebron có Giê-ri-gia làm trưởng. Đang năm thứ 40 đời David, người ta cai số dòng họ Hebron tùy tông tộc của chúng. Thế giữa vòng chúng tại Gia-ê-xe trong xứ Ga-la-át có những người mạnh dạn. Các anh em của Giê-ri-gia đều là tay mạnh dạn, số được 2.700 người làm trưởng tộc. Vua David lập chúng trên người Ru-bên và người Gác và trên nửa chi phái Ma-na-xe đặng cai trị các việc của Đức Chúa Trời và việc của vua. Chương 3. Vậy thì sự trỗi hơn của người Giu-đa là thế nào? Hay là phép cắt bì có ích gì chăng? Ích lớn đủ mọi đàn. Trước hết là điều này. Ấy là lời phán của Đức Chúa Trời đã phó cho dân Giu-đa. Mà làm sao? Nếu một vài người trong bọn họ không thành tín thì sự không thành tín của họ có làm cho sự thành tín của Đức Chúa Trời ra hư không sao? Chẳng hề như vậy. Thà xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối, như có chép rằng: ấy vậy, Chúa sẽ được xưng công bình trong lời phán của Ngài và sẽ được thắng khi chịu xét đoán. Song, nếu sự không công bình của chúng ta tỏ ra sự công bình của Đức Chúa Trời thì sẽ nói làm sao? Khi Đức Chúa Trời giáng cơn giận thì Ngài không công bình sao? Tôi nói như cách người ta nói. Chẳng hề như vậy. Nếu vậy thì Đức Chúa Trời đoán xét thế gian thế nào? Nhưng nếu lẽ thật Đức Chúa Trời bởi sự nói dối của tôi mà được sự vinh hiển lớn hơn, thì sao tôi còn bị đoán xét như kẻ có tội? Vậy thì sao chúng ta không làm sự giữ cho được sự lành như kẻ gièm pha đã cáo và quyết rằng chúng ta dạy điều ấy? Sự đoán phạt những người đó là công bình. Thế nào? Chúng ta có điều gì hơn chăng? Chẳng có. Vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giu-đa và người Gret thảy đều phục dưới quyền tội lỗi, như có chép rằng: chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Họng chúng nó như huyệt mã mở ra, dùng lưỡi mình để phỉnh gạt. Dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang, miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng. Chúng nó có chân nhẹ nhàng đặng làm cho đổ máu, trên đường lối chúng nó rạc những sự tàn hại và khổ nạn. Chúng nó chẳng hề biết con đường bình an, chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó. Và chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời, vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xứng công bình, nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xứng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu. Vậy thì sự khoe mình ở đâu? Đã bị trừ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin. Vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin chứ không bởi việc làm theo luật pháp. Hay là Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Giu-đa sao?
há chẳng phải cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại ư? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa, vì chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm cho kẻ chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin, cũng làm cho kẻ không chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin nữa. Vậy, chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy. Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp. Chương 4. Vậy, chúng ta sẽ nói Abraham, tổ phụ chúng ta, theo xác thịt đã được ích gì? Thật thế, nếu Abraham đã được xưng công bình bởi việc làm, thì có cớ khoe mình. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, không có như vậy. Vì Kinh Thánh có dạy chi? Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người. Và đối với kẻ nào làm việc thì tiền công không kể là ơn nhưng kể như là nợ. Còn kẻ chẳng làm việc chi hết nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Ấy vậy, vua David cũng tỏ ra cái phước của người mà Đức Chúa Trời kể cho là công bình chẳng bởi việc làm mà rằng: phước thay cho kẻ lỗi mình được tha thứ, tội mình được che đậy. Phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho. Vậy, lời luận về phước đó chỉ chuyên về kẻ chịu cắt bì mà thôi sao? Cũng cho kẻ không chịu cắt bì nữa. Và chúng ta nói rằng đức tin của Abraham được kể là công bình cho người. Nhưng được kể thế nào? Khi người đã chịu cắt bì rồi hay là khi người chưa chịu cắt bì? Ấy không phải sau khi người chịu cắt bì bèn là trước. Vậy, người đã nhận lấy dấu cắt bì như dấu ấn của sự công bình mà người đã được bởi đức tin khi chưa chịu cắt bì, hầu cho làm cha hết thảy những kẻ tin mà không chịu cắt bì, đặng họ được kể là công bình, và cũng làm cha những kẻ chịu cắt bì, tức là cha những kẻ không những chịu cắt bì thôi, lại cũng noi theo dấu đức tin mà Abraham, tổ phụ chúng ta đã có trước khi chưa chịu cắt bì vậy. Và ấy chẳng phải bởi luật pháp mà có lời hứa cho Abraham hoặc dòng dõi người lấy thế gian làm gia nghiệp, bèn là bởi sự công bình của đức tin. Vì nếu bởi luật pháp mà được hưởng gia nghiệp thì đức tin ra vô ích, lời hứa cũng bỏ rồi. Vì luật pháp sinh ra sự giận, song đâu không có luật pháp thì đó cũng không có sự phạm luật pháp. Vậy nên bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân điển, và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Abraham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Abraham, là tổ phụ hết thảy chúng ta, y như lời chép rằng: ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc. Thật, người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là đấng người đã tin, là đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin và trở nên cha của nhiều dân tộc, theo lời đã phán cho người rằng: dòng dõi ngươi sẽ như thế ấy. Người thấy thân thể mình hao mòn vì đã gần đầy 100 tuổi, và thấy Sara không thể sinh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém. Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. Cho nên đức tin của người được kể cho là công bình. Và ấy chẳng phải chỉ vì một mình người mà có chép rằng đức tin người đã được kể cho là công bình, nhưng cũng vì chúng ta nữa. Đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta là kẻ tin đấng đã làm cho Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta sống lại từ trong kẻ chết. Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Chương 5. Vậy, chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đang đứng vững. Và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sinh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục
sinh sự rèn tập, sự rèn tập sinh sự trông cậy. Và sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Nào những thế thôi, chúng ta lại còn khoe mình trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được sự hòa thuận. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Vì trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, song chưa có luật pháp thì cũng không kể là tội lỗi. Nhưng từ Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội, giống như tội của Adam là người làm hình bóng của đấng phải đến. Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Giêsu Christ chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Lại, sự ban cho này chẳng phải như việc xảy đến bởi một người phạm tội đâu. Sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đoán phạt, nhưng sự ban cho của ân điển thì sau nhiều tội rồi dẫn đến sự xưng công bình. Và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Giêsu Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào. Vậy như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thế nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban sự sống cũng rải khắp cho mọi người thế ấy. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. Và luật pháp đã xen vào hầu cho tội lỗi gia thêm, nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thế nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thế ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Thi thiên 134. Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, là kẻ ban đêm đứng tại nhà Ngài, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh và ngợi khen Đức Giê-hô-va. Nguyện Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời đất, từ Si-ôn ban phước cho ngươi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy.
Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.